Ừ đi, bọn chúng bám cát quá, khó lắm. Chúng ta chạy về phía tây nam, số 53S 3347. Đây chúng chờ vô. Alo, tôi nghe đây. Văn phòng thủ tướng xin truyền đạt chỉ thị đồng ý cho đóng cửa khẩu tây nam và đề nghị các anh giải quyết thắng lợi nhiệm vụ này. Hết. Báo cáo, tôi đã nghe rõ chỉ thị của thủ tướng. Đồng chí cục phó cục phòng chống khủng bố, cho triển khai ngay chỉ thị của thủ tướng đóng cửa các cửa khẩu ở biên giới tây nam và bằng mọi giá bảo vệ an toàn cho con tin. Rõ, tôi sẽ cho triển khai ngay. Đồng chí Tám Nghĩa, đồng chí chỉ đạo tìm cách đàm phán, cho các trinh sát tiếp cận rà soát xem hiện nay trên xe buýt bằng nhóm của Lê Tuấn chính xác có mấy tên, kiểm tra tình trạng của H1, H2 và có phương án bảo vệ họ. Báo cáo, rõ. Alo, các đồng chí nghe rõ đây. Đồng chí Quang, đóng tất cả các cửa khẩu lại. Cậu tìm danh sách và thống kê cho tôi. Làm cho thật kỹ. Có bao nhiêu hành khách? Để cho đối tượng số lượng nam, nữ, người già, trẻ em trên chuyến xe. Nhớ nha. Làm ngay nha. Rõ, tôi sẽ báo cáo ngay cho thiếu tướng. Hãy giúp sư thị bắt khách sư thị lực của tinh. Dạ. Bọn chúng đang lao vô siêu thị, rất đông dân chúng trong đó. Hãy buộc chúng dừng lại, không cho chúng vô siêu thị. Ta đã bị Lê Tuấn đánh lạc hướng. Đến giờ có thể khẳng định H1, H2 của ta cũng đang bị chúng khống chế. Mọi liên lạc ra bên ngoài đều bị cắt đứt. Việc mất dấu Lê Tuấn trong thời điểm nhạy cảm này cũng có lỗi sơ suất của chúng ta. Tôi xin chịu trách nhiệm về việc các trinh sát đã mất dấu tên Lê Tuấn. Các tổ trinh sát của ta cũng đang dây bắt các chân rết của hắn. Vấn đề còn lại là không để hắn gây thêm tội ác đối với con tin. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa liên lạc được với H1 và H2. Và với sự manh động của Lê Tuấn, chưa lường hết được hắn sẽ ra tay như thế nào.
Thời điểm này, chúng ta chưa nên mổ xẻ trách nhiệm. Việc Lê Tuấn tổ chức cướp xe liên vận quốc tế hòng trốn đi nước ngoài, tôi nghĩ có sự tiếp tay của một số người trong bộ máy chính quyền. Để tránh mất dây động rừng, tôi đề nghị thực hiện lệnh bắt ngay những đối tượng đứng sau lưng hỗ trợ mà lâu nay chúng ta đã có hồ sơ. Hiện giờ, chúng ta đang tập trung tất cả lực lượng để xử lý vụ Lê Tuấn, đề phòng có sự tham gia của các tổ chức từ bên ngoài. Chúng ta cũng đã có đủ cơ sở để bắt. Vấn đề là thời gian. Tôi đã cho triển khai các biện pháp cần thiết và đảm bảo các đối tượng này không có cơ hội thoát khỏi lưới pháp luật. Tôi đã điều động lực lượng kiểm soát tất cả các ngõ ngách vào thành phố. Các đồng chí cứ yên tâm. Các đồng chí có cần thêm phương tiện gì, báo cho tôi biết. Tôi sẽ điều động ngay. À, tôi biết. Tôi đã báo cáo với lãnh đạo. Các đồng chí lãnh đạo rất quan tâm và chỉ đạo phải nhanh chóng giải quyết, đừng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Dạ, dạ, tôi biết. Em mới vừa từ bệnh đội phòng chống khủng bố về. Ở đó các đồng chí đang triển khai để bàn kế hoạch cụ thể. À, uống nước trà đi. Sức khỏe của cậu lúc này tôi thấy có vấn đề rồi đó. Đã đi kiểm tra chưa? Nếu thấy sức khỏe không ổn thì nghỉ phép vài ngày. Tôi sẽ phân công người khác hỗ trợ. Không nên làm quá sức. Dạ. Nào, cậu về nhà nghỉ đi. Đừng vì công việc mà ngã bệnh. Mọi việc cứ để tôi thu xếp. À, phòng y tế đó hả? Cậu cho người tới phòng tôi gấp. Chuẩn bị xe đưa đồng chí Thế Mạnh đi bệnh viện. Dạ. Vậy nha. Ừ. Dạ anh. Tại mấy hôm trước em thức khuya rồi hút thuốc nhiều quá. Em bị cảm, không có cần đi bệnh viện đâu anh. Để cho em nghỉ ngơi vài bữa là hết à. Thôi thì tùy cậu, nhưng phải chú ý sức khỏe là trên hết. Dạ. À, không cần đi bệnh viện đâu. Về nhà nghỉ ngơi là được rồi. Cảm ơn hai anh chị. Thôi, hai đồng chí về đi. Ha, dạ. Dạ. Thôi uống nước đi. Đơn vị phòng chống khủng bố xin nghe. Alo, ban chỉ huy phòng chống khủng bố xin nghe. Xin để máy. Báo cáo thiếu tướng, tổng cục phó có điện thoại. Alo, tôi nghe đây. Báo cáo thiếu tướng, bọn khủng bố đã chia thành hai nhóm. Hiện nay, một nhóm đang khống chế một số con tin ở một công trường xây dựng gần siêu thị. Chúng vừa bắn chết một hành khách nam. Báo cáo hết. Lực lượng đặc nhiệm Bộ Công an sẽ có mặt để hỗ trợ các đồng chí. Đã liên lạc được với bọn khủng bố chưa? Dạ, đã liên lạc được. Chúng yêu cầu cho sáp nhập với đồng bọn. Không được, cố gắng tách riêng chúng ra. Chờ đến tôi. Báo cáo rõ. Thank you.
Nghe nói Lê Tuấn đánh hơi thấy xe bị bắt nên đã cao chạy xa bay. Thì anh có quá nhiều bí ẩn. Tại sao một đối tượng như vậy có thể tẩu thoát một cách dễ dàng? Ban chuyên án đến điều tra công ty Thành Đạt cũng chỉ thấy giường không nhà trống. Kỳ này chắc lôi thêm cho ánh sáng những nhân vật cộng cán. Một thời gian dài, công ty Thành Đạt tài trợ cho các hoạt động từ thiện của những tổ chức. Công nhận nó rửa tiền tinh vi thiệt. Tiền phạm tội chỉ rửa bằng cách đi làm từ thiện, vừa có tiếng, vừa được mối quan hệ, có khi chúng ta chạy xa bay rồi.
Ủa, sao nay anh không đi làm? Anh có chuyện gì vậy? Không có gì. Anh làm sao vậy? Vậy mà nói không có chuyện gì. Em đưa anh đi bệnh viện nha. Lấy cho anh viên thuốc ngủ. Anh không nên uống nhiều thuốc ngủ, không có tốt đâu. Lấy đi. Công việc áp lực quá, thì anh xin nghỉ phép đi. Anh có điện thoại. Có ai gọi điện thoại bàn thì nói là anh bệnh rồi. Alo, tôi nghe. Alo, anh Mạnh có nhà không chị? Anh là ai? Gặp anh Mạnh có chuyện gì không? Tôi là bạn của anh Mạnh, chỉ hỏi thăm ảnh chút việc thôi. Vậy lúc khác anh gọi lại được không? Chồng tôi không có ở nhà. Ủa, sao tôi nghe nói anh Mạnh nghỉ bệnh ở nhà? Ông xã tôi đi bệnh viện chưa về. À, dạ, vậy thôi, tôi sẽ gọi lại lúc khác. Chào chị. Dạ, chào anh. Anh ăn đi. Ê, ông anh tính sao với số nợ của tôi? Chuyện đâu còn có đó. Ở đây không phải là lúc để nói chuyện nợ. Sợ mất mặt với người đẹp ha. Ông anh biết cái kẻ phó giám đốc ông anh ngủ của tôi bao nhiêu tiền không? Tôi nghĩ chuyện đó không liên quan tới anh. Không hả? Không hả? Đi ngồi vào cái ghế nóng nè. Thôi anh. Chắc đã bắt. Chết đi. Thôi mà. Anh à. Thôi. Anh sao vậy? Anh có sao không? Em kêu xe đưa anh đi bệnh viện nha. Như vậy không ổn đâu. Anh làm em lo quá à. Alo, alo. Các anh có nghe tôi nói không? Alo, alo. Các anh có nghe tôi nói không? Tao nghe đây. Tại sao giờ này vẫn còn chưa liên lạc được với những người còn lại? Các anh bình tĩnh. Chúng tôi chưa liên lạc được với người của các anh nên chưa thể thực hiện yêu cầu. Tôi nhắc lại, toàn bộ khu vực đã bị lực lượng công an bao vây. Các anh hãy tự nguyện giao nộp vũ khí, thả con tin,
để được hưởng khoan hồng. Lừa tụi tao hả? Tụi tao không chạy đâu. Nghe đây, nếu không liên lạc được với anh hai, tụi tao sẽ giết chết hết con tin, rõ chưa? Các anh phải hết sức bình tĩnh. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng con đường thương lượng. Không tin được gì hết. Không bắt bẫy chúng mày đâu. Tao dám lại. Mày đảm bảo an toàn để đưa tụi tao ra cửa khẩu để gặp anh hai. Nếu không, tao sẽ giết chết hết con tin. Chúng tôi dám lại. Các anh cũng có gia đình, vợ con. Họ rất mong các anh trở về đoàn tụ với gia đình. Vì vậy một lần nữa, chúng tôi kêu gọi các anh không được sát hại con tin. Họ là những người vô tội. Không nói nhiều. Ta không cần biết. Tụi mày phải rút tay khỏi đây. Báo cáo chỉ huy. Còn một bắn hạ một tên, bị thương một tên. Bắt sống một tên, thu được 3 súng AK, 2 súng K59. Báo cáo, hết. Nhanh chóng hướng dẫn con tin đến khu vực an toàn. Đưa người bị thương ra xe cấp cứu. Anh cho tôi biết, ai là người chỉ huy của anh? Anh hai. Tên hắn là gì? Hắn tên gì? Anh hai Lê Tuấn. Nhà hắn ở đâu? Tôi không biết. Anh quan hệ với Lê Tuấn như thế nào? Là đối tác làm ăn. Đối tác làm ăn? Đối tác làm ăn tại sao mang vũ khí đi cướp xe và bắt người? Tôi bị anh hai khống chế, bắt làm theo lệnh. Nếu không sẽ bị bắn. Băng nhóm của anh có bao nhiêu người? Mang theo những loại vũ khí gì? Tôi không biết gì hết. Sáng nay anh hai yêu cầu đến gặp, tịch thu điện thoại. Sau đó bắt làm theo lệnh. Ai cãi sẽ bị bắn. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Còn những người khác thì sao? Tôi không biết rõ. Các anh có quen biết nhau hết không? Nghe tên thì có. Nhưng chỉ quen một số người. Ai cung cấp vũ khí cho các anh? Mục đích của các anh là gì? Và Lê Tuấn đã bàn kế hoạch với anh từ khi nào? Tôi không biết. Anh hai chỉ đưa vũ khí cho từng người, thu giữ điện thoại và bàn bạc trước giờ hành động 15 phút. Anh quen biết những ai trong số những người đi cùng? Tôi chỉ biết anh Lai, là tài xế của anh hai,
Và anh Hải, giám đốc của nhà hàng Tình Sa. Còn một cô gái, tôi không biết tên. Lê Tuấn giao nhiệm vụ gì cho anh? Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ mọi người, bắn trả những ai cản đường. Báo cáo thủ trưởng, xe khách đã vào đường cùng, đồng chí phải bảo đảm an toàn cho mọi người. Báo cáo rõ. Tất cả phải lùi xa xe buýt, nếu không, từng con tin sẽ bị hành quyết. Alo, alo, chúng tôi là những người thừa hành pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bảo cho các anh biết, các anh đã vi phạm pháp luật. Chúng tôi yêu cầu các anh thả ngay con tin, bỏ vũ khí để được hưởng chính sách khoan hồng. Các tổ tiến lên. Chúng tôi xin nhắc lại, đề nghị các anh vũ khí đầu hàng để nhận được khoan hồng. Dạo này thấy anh Hùng khỏe hẳn ra, tháng này có lên ký không? Cảm ơn bác sĩ, tôi lên được 2 ký. Chà, lên 2 ký là phải vận động tập thể dục cho nhiều, nếu không là bị béo phì nha. Các bác sĩ cứ để tôi yên đâu, lúc nào cũng bắt tôi phải vận động, tập thể dục, chạy bộ. Tập còn nhiều hơn là lúc tập chiến sĩ khỏe của ngành. Kỳ này ra viện, đăng ký tham gia chiến sĩ khỏe, thế nào cũng có giải. Nhớ chịu đại bác sĩ nha. Vậy tôi sắp được ra viện hả bác sĩ? Trong này đang thiếu đội trưởng đội chiến sĩ khỏe, anh có muốn tình nguyện ở lại không? Chắc tôi cạnh tranh không nổi quá. Chỉ sợ bệnh viện không đủ tiền trả lương cho anh Hùng thôi. Nè, chúc mừng anh nha. Kỳ này khỏe hẳn rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc vì sức thôi. Lời căn dặn tôi đã ghi kỹ ở trong này. Nhớ uống thuốc điều độ, hy vọng không còn gặp lại anh ở đây nữa. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Khi nào có dịp tôi sẽ quay lại thăm các anh, nhưng mà không phải để khám bệnh. Hiện nay toàn bộ khu vực đã bị cảnh sát bao vây. Yêu cầu các anh buông vũ khí đầu hàng để được hưởng chính sách khoan hồng.
cầu các anh không được bắn con tin. Họ là những người vô tội, không hại gì đến các anh. Yêu cầu các anh thả ngay con tin và cho nhân viên y tế đến chăm sóc những người bị thương. Chúng tôi kêu gọi các anh không vì một chút nóng nổi mà bắt đầu. Chúng tôi yêu cầu các anh tự nguyện nộp vũ khí thả con tin sẽ được khoan hồng. Các ông phải rút ngay, nếu không chúng tôi sẽ giết hết con tin rồi quyết tử. Các anh phải hết sức bình tĩnh, không được giết hại con tin. Đề nghị của các anh yêu cầu chúng tôi sẽ xem xét. Rút ngay lực lượng cảnh sát, không ai được xét được. B2 rút khỏi vị trí, B2 rút khỏi vị trí. Lực lượng cảnh sát đã rút. Yêu cầu các anh để các bác sĩ dòng chăm sóc tình. Các anh cũng có gia đình, vợ con. Hiện nay tình trạng sức khỏe của họ không được tốt. Mong các anh thả họ ra. Đừng có nhiều lời vô ích. Chúng tôi không có tin đâu. Bây giờ chúng tôi yêu cầu các ông cung cấp $1,000,000 và bảo đảm an toàn cho chúng tôi sang nước thứ ba. Và người giao tiền phải là một cái. Được, các anh hãy bình tĩnh. Yêu cầu của các anh chúng tôi sẽ xem xét và giải quyết. Đáp lại, các anh phải thả một số con tin vì hiện nay họ đang náo động thật, cần được chăm sóc. Khi nào yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng, con tin sẽ được thả. Ngược lại, nếu các ông chậm trễ hoặc không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, tính mạng của các con tin sẽ bị trả giá. Tiếp tục kéo dài đàm phán, các tổ trinh sát chuẩn bị sẵn sàng cho lĩnh tôn. Báo cáo đồng chí thủ tướng, đại úy Trương Mỹ Linh đã có mặt. Báo cáo thủ tướng, tôi đại úy Trương Mỹ Linh xin sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ của đồng chí hết sức nặng nề và nguy hiểm, có thể sẽ hy sinh cả tính mạng của mình. Đồng chí có thể từ chối. Tôi hiểu và tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ba, ba Hồ. Bây giờ con. Ba Hùng này kỳ ghê, để râu với mắt xấu ở trường con quá. Chút về á, ba sẽ cạo râu liền, thì sẽ không còn giống bác Sáu nữa. Dạ, ba cạo râu cho đẹp trai giống như trước đi, nghe ba. Vậy như làm thủ tục xuất viện cho ba chưa xong hả con? Dạ, vì con ở chậm đó. Taxi. Nói ba nghe, giờ này cô còn quen phải Như nữa hay không? Đi học cũng ăn các bạn không? Con ngoan mà, con tin ba hỏi gì Như đi. Đúng không chị Như? Đúng rồi, bé Sơn giỏi lắm. Đi học về, biết tự tắm nè, tự thay quần áo nè, rồi còn biết dọn dẹp đồ chơi nữa. Ba Hùng thường bé Sơn gì đi. Ba Hùng, thưởng con đồ chơi đi. Thằng bạn lớp con, nó có con robot thần tốc giỏi lắm đó. Biết đua xe nè, đánh nhau không bao giờ thua. Ba Hùng mua cho con nghe. Được rồi, nếu bé Sơn ở nhà qua như vậy thì ba sẽ thưởng. Như này, anh muốn ghé thăm bộ Cục Lan một chút có được không? Dạ được chứ anh. Hay là anh về nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe, rồi chiều mình đi được không anh? Ba đi thăm bộ mẹ đó ba, con đi với, nhớ mẹ lắm.
làm phiền em quá. Nếu em bận thì thôi. Dạ không, em rảnh. Em chỉ sợ anh mệt thôi. Anh ơi, lát ghé chỗ nào cho tôi mua bông trái cây nghe. Dạ. Mày đứng lên. Tao kêu mày đứng lên. Mày giỡn trò. Làm mày coi chừng tao đó. Alo. Sao đến giờ này vẫn chưa giải quyết yêu cầu của tao? Do số tiền lớn nên chúng tôi phải làm thủ tục ở ngân hàng ngoại thương. Các anh bình tĩnh, chờ vài phút nữa. Tao nhắc lại, nếu tụi bay dở trò, sẽ trả giá bằng mạng sống của con tin. Xe tiền đang đến, yêu cầu các anh thả trước 5 con tin. Được, khi nào tiền đến nhấn một hồi còi, chúng tao sẽ kiểm tra rồi thả con tin. Yêu cầu của các anh sẽ được thực hiện. Nghe đây, các ông cung cấp ngay thức ăn, nước uống và 1 triệu đô, đồng thời để chúng tôi an toàn vượt qua biên giới. Tao sẽ thả hết con tin. Bằng không, tao sẽ giết sạch để tụi bay phải chịu trách nhiệm về buổi tắm máu này. Tụi bay chỉ được cho một nữ nhân viên tiền và thức ăn lên xe thôi. Nghe chưa? Được. Sau 10 phút nữa, chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn và thức uống. Rồi sau 20 phút nữa, các anh sẽ có tiền. Không. Trong 10 phút nữa thôi, mọi yêu cầu của tao phải xong. Đừng câu giờ để đối phó. Nhiệm vụ của đồng chí hết sức nặng nề và nguy hiểm, có thể sẽ hy sinh cả tính mạng. Đồng chí có thể tự chủ. Chị Linh. Chào em. Em làm xong hết chưa? Báo cáo chị. Em xong hết rồi. Em không chúc chị thành công sao? Chị Linh. Nguyên tắc của ngành em phải tuân thủ chứ. Sau khi xong nhiệm vụ, em đưa mấy cái này cho gia đình của chị nha. Chị Linh à, hay là em đi thay chị nha. Em một thân một mình, không vướng bận gì hết. Chị còn mẹ già ở nhà nữa. Nữ trinh sát đặc nhiệm không được phép yếu đuối. Em không nhớ những lời tuyên thệ của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm hay sao? Em không quên, nhưng đây là nhiệm vụ quá nguy hiểm. Đây là lúc tổ quốc cần. Đồng đội ngoài kia cũng đang đối mặt với nguy hiểm rất nghiêm trọng. Thank you.
Thank you.